Hello anh em nhé, mình em tiếp tục theo dõi bộ truyện. Trước xem truyện thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Phần 1. Đại học Lâm Thịnh. Tại sao cái kẻ cầm này lại đến đón mình chứ? Đi ăn cái gì không? Sở Tử. Tần Lập. Anh còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau lái xe. Đều đã đến sở gia tôi ăn chùa hơn một năm nay rồi, còn chưa tìm được công việc. Tần Lập à, anh nghe rõ cho tôi, lần sau đến đón tôi thì cách xa trường một chút, đừng có để bạn học của tôi nhìn thấy. Đúng phải người anh rể như thế này á, không biết chị mình nghĩ như thế nào. Sở gia. Minh Hậu quả nhiên là một nhân tài. Năm đó gì đúng thật là đã không nhìn lầm. Năm đó không phải còn bắt buộc phải ra nước ngoài học chuyên sâu. Nói không chừng con với Thành Ầm đã đến với nhau rồi. Gì à? Thành Ầm đâu? Sao không nhìn thấy cô ấy? Thành Ầm vẫn còn ở công ty, chưa có về. Mẹ vợ của Tần Lập Hàng Anh, Thanh Mai Trúc Mã với Sở Thành Ầm, Lưu Minh Hậu. Chồng của Thanh Âm đâu? Con nghe nói cậu ấy bởi vì không nói được cho nên luôn ở nhà thì phải. Con muốn nhìn thấy vị ở rỡ nào đã đánh động được cái con tim thiếu nữ của Thanh Âm. Con nói là cái tình câm Tần Lộc đó sao? Nó vừa đón tử đàn trở lại, cả ngày ở cái nhà, ở nhà cái gì cũng không làm. Qua thời gian nữa gì sẽ kêu Thanh Âm ly hôn với nó. Tần Lập, mau xuống lầu tiếp khách. Về đến nhà là chui vào phòng, không dám ra ngoài gặp người sao? Tần Lập, chẳng lẽ anh bị điếc nữa sao? Mẹ tôi kêu anh không nghe thấy sao? Xem đây là nhà của mình thật rồi à. À, tại sao? Sao lại không mặc đồ? Lưu manh. Mười năm rồi, cuối cùng cũng luyện thành rồi. Mười năm không nói chuyện rồi, thật sự là cái cảm giác lâu lắm rồi. Tần Lập, mau cút xuống đây. Tần Lập à, còn muốn tao nói mấy lần nữa đây? Tần Lập, bây giờ mày còn bị điếc nữa à? Đây là Tần Lập à, xin chào nha, tôi là Lưu Minh Hậu. Nghe nói mày bị câm hả? Với lại bây giờ con phải dựa vào Thanh Âm để sống, tức là một tình phế vật. Đừng tưởng tao không biết tâm tư của mày. Mày ở rỡ Sở gia chính là vì gia sản của Sở gia. Mày cân bẩn không xứng với Thanh Âm. Tao có thể cho mày 10 giảng. Bây giờ mày lập tức cút khỏi Sở. Xin chào, tôi là Tần Lập. Hả? Tần Lập, mày nói chuyện rồi? Thì ra mày biết nói chuyện. Biết nói chuyện mà vẫn giả câm. Mày là cái thằng lừa gạt, lừa Thanh Âm bao lâu nay, mày không cảm thấy nhục sao? Đau đau. Tần Lập, mày dừng tay lại cho tao. Hả? Alo, cái gì? Cảnh sát muốn bắt chị tôi. Thanh Âm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện rồi, chị sắp bị công an bắt rồi. Tần Lập, mày đi đâu?
mau cút về phòng làm việc, mau lên. Tự ý ra ngoài gây mất mát. Gì à? Thành Âm sao vậy? Hình như công ty của con bé xảy ra vấn đề, cảnh sát bảo vệ công ty rồi, nói muốn dẫn Thành Âm đi. À đừng lo lắng, nhà con ở Dương Thành vẫn có mối quan hệ nhất định, chỉ cần nhờ vả một chút cứ là không sao rồi. Chúng ta đi xem tình hình trước đã. Ờ, Minh Hậu thật có lòng. Công ty Thiên Ưng, tôi nói cho cô biết nha, hôm nay một là cô vô tội mà ngồi, hay là ngồi cho tôi đền cho tôi 100 vạn phí tổn thất. Sở Thành Âm, nữ chính trong một chuyện. 100 vạn? Cô đây là đi cướp sao? Vị tiểu thư này, Thành Âm cũng nói rồi, rất nhiều người dùng mỹ phẩm này, nhưng chỉ có cô xảy ra tình huống này, rõ ràng là không phải vấn đề của mỹ phẩm. Tôi vừa lúc lại là người quen của cục trưởng của sục cảnh sát. Cục trưởng của cục cảnh sát á? Tôi nói cho anh biết nha, tôi là Lưu Uyển, thị trưởng Dương Thành là em họ của tôi đó. Cái gì? Thị trưởng Dương Thành? Vậy à, nói ra thì chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi lắm á. Với lại Lưu Uyển tiểu thư đây là khách hàng, công ty ít nhiều gì cũng có trách nhiệm. Lưu tiểu thư, có thể cho tôi 10 phút không? Nếu trong vòng 10 phút tôi có thể trị khỏi những nốt trên mặt cô, chuyện này coi như bỏ qua, có được không? Tần Lập à, anh nói được hả? Thì cái thằng ở rễ vô tích sự như mày cũng dám khoe khoang, thật là làm mất mặt nhà họ Sở. Tần Lập, anh muốn làm gì? Em đã đủ phiền rồi, anh đừng có gây thêm phiền phức cho em. Em yên tâm, bây giờ anh đã khác rồi, tính toán cũng phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chứ. Không phải cũng chỉ là mở được cái mồm ra nói chuyện thôi sao? Cũng chỉ là một tầng vô tích sự, cô dám khoe khoang trước mặt Thanh Âm. À thì ra cái thằng rể vô tích sự đó của nhà họ Sở hả? Không phải bị cầm sao? Một thằng bám vợ như hắn còn dám nói khoác là mình biết chữa bệnh, đúng là nực cười. Đại tiểu sư nhà họ Sở sao có thể nhìn trúng làm người này vậy chứ? Mụn mủ trên mặt vị phu nhân này, tôi có cách chữa trị. Tôi dựa vào cái gì mà phải tin anh? Nếu tôi không chữa khỏi thì tôi nguyện gánh vác bội hậu quả, làm gì cũng được. Được, anh chữa cho tôi, chữa không khỏi thì đừng trách tôi vô tình. Tần Lập à, anh muốn làm gì? Vừa mở miệng ra nói được thì muốn gây phiền phức cho em sao? Muốn trên mặt cô ta thực ra là da nóng trong người thôi. Nếu mà tiện thì tiện có thể giúp anh chuẩn bị một ít thuốc bắc đi. Được không vậy? Chắc chắn được. Tần Lập, ta xem mày làm như thế nào, liên lụy đến Thanh Âm á, ta sẽ không tha cho mày. Đây đồ của anh, nói trước nha, nếu xảy ra chuyện á thì nhà họ Sở sẽ không chịu trách nhiệm. Nhà họ Sở sẽ không giúp đỡ những chuyện như thế này, mình hiểu rõ chuyện này, nhưng mình của hiện tại đã không còn là một thằng không thể mở mồm, một thằng câm Tần Lập chỉ có thể để nhà họ Sở thương hại thôi. Được. Xong rồi phu nhân à, có thể thoa thử lên trên mặt không? Hả? Ý, nhìn tởm quá, giống cái gì vậy? Còn nóng hổi nữa kìa. Nhóc con à, cậu tốt nhất đừng có lừa tôi, nếu không cậu biết tay tôi. Yên tâm đi, tuyệt đối hiệu quả. Á, cái thằng nhóc này lừa người quá rồi, cái này mà có tác dụng gì chứ? Wow, người anh em à,
Sao cậu làm được hay vậy? Đúng là thần kỳ quá đi. Hả? Sao có thể? Trời ơi, nó chữa khỏi rồi. Cái tàn phế này lại biết chữa bệnh sao? Tần Lập à, rốt cuộc là thế nào? Sao anh có thể chữa khỏi? Ngày xưa có học về dược lý trong trường ấy mà. Người anh em à, cậu có thể chữa những bệnh khác không? Bây giờ tôi không thể trả lời chính xác cho cô được. Tôi cần phải xem người bệnh thế nào. Bệnh của bác tôi rất phức tạp. Nếu cậu có thể chữa khỏi, tôi sẽ cho cậu 50 vạn tiền chữa trị. Được, tôi đồng ý. Hả? Không được đi. Nè, anh không phải là bác sĩ. Việc này với việc chữa trị mụn vốn dĩ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Yên tâm đi, anh tự biết lượng sức. Anh nghĩ mình là ai chứ? Nếu mà chết người thì nhà sở không chịu trách nhiệm cho anh đâu. Tân Lắp, xảy ra chuyện gì anh sẽ tự mình giải quyết, sẽ không gây phiền phức cho nhà họ Sở. Bệnh viện thành phố Dương. Bác sĩ à, thật sự là hết cách rồi sao? Thị trưởng Dương Thành Lưu Chính, bệnh tình chuyển biến nặng đến mức hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của chúng tôi. Tình hình này nếu phẫu thuật thì sẽ rất mạo hiểm nữa. À Chính à, sao bác còn bị đẩy vào ICU rồi? Sáng hôm nay bệnh tình của bố chuyển biến xấu. Bây giờ bác sĩ Mở Cơ đang ở phòng bệnh cấp cứu. Cái gì? À Chính à, đây là bác sĩ đồng y mà hôm nay chị gặp được. Y thuật của cậu cao siêu lắm, có thể chữa bệnh của bác đó. Anh là bác sĩ? Ừ. Cậu nhìn có vẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi đầu. Có thể cho tôi xem giấy phép của anh được không? Xin lỗi nha, tôi không có giấy phép. Chị à, chị đùa đấy hả? Em sẽ không để những người như vậy chữa bệnh cho bố. Sao chứ? Xin lỗi thần y Tần nha, hay là cậu về đi. Người bệnh thể trạng suy yếu, mau chóng cấp cứu. Cái gì? Bố à? Bác sĩ Mở Cơ à, bố tôi sao rồi? Thật sự xin lỗi nha, chúng tôi đã cố gắng hết sức. À Chính à, tình trạng bây giờ cô bác, chúng ta cho cô ấy xem thử đi, có lẽ cũng có thể chữa khỏi. Thì đừng có thêm phiền phức nữa, ngay cả bác sĩ Mở Cơ giỏi nhất của thành phố Dương Thành cũng hết cách. Em làm sao có thể để một thằng nhóc, ngay cả giấy phép hành nghề cũng không có, vào làm loạn chứ? Ông ấy còn cứu được, nếu chậm trễ nữa e rằng không cứu được nữa đâu. Good. Thị trưởng Lưu, anh có thể cược với tôi. Cược? Anh có cái gì đã cược với tôi chứ? Nếu tôi cứu sống được ông ấy thì anh hãy xin lỗi tôi. Nếu cứu không được, anh hãy xem tôi như là kẻ lừa đảo rồi tống tôi vô tù. Anh là cái gì chứ? Cút ra cho tôi. Đủ rồi anh Tần à, mời anh rời khỏi đi. Được, tôi đi. Nhưng tôi dám bẩm bảo rằng sau này các người sẽ hối hận. Nhất quyết đến làm mất mặt, bây giờ chắc sảng khoái lắm nha. Mau về nhà đi, đừng ở đây làm mất mặt người khác nữa. Bố tôi làm sao vậy? Sao ấy lại không ngừng co giật chứ? À, việc này... Mau đem mấy điều hòa nhịp tim đến đây. Tít tít. Tôi đành bó tay rồi. Cái gì? Vừa nãy còn bình thường mà, bây giờ sao đột ngột lại? Xin hãy nén bi thương.
Bố ơi, con trai bất hiếu, con chưa kịp báo đáp gì cho bố. Anh, đi ra đi, bệnh nhân này còn cứu được. Móc ra, 10 năm trước có một vị tiên nhân truyền thụ cho tôi một loại công pháp về kiến thức y thuật. Là mình nhìn nhầm ư? Trên người của chàng trai này hình như phát ra một luồng khí. Mặc dù khiến tôi 10 năm không thể mở miệng ra nói, hôm nay nếu có thể dùng nó để cứu một mạng người thì sự chịu đựng trong 10 năm nhỏ nhoi này có là gì chứ? Bác à, bố. May vẫn còn kịp. Sao có thể chứ? Bố à, bố cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bác cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọ chết con rồi. À, để các con phải lo lắng cho ông già đây rồi. Anh Tần. Hả? Anh Tần à, là do tôi suy bụng ta ra bụng người. Lúc nãy là tao đã đối xử với anh như vậy, anh còn... Thị trưởng Lưu à, tôi vì cứu người nên mới đánh cược với ngài, xin ngài đừng để ý. Bệnh tình ông ấy căn bản đã ổn định rồi, sau này nghỉ ngơi điều dưỡng và tốt thì sẽ khỏi bệnh. Tần Tần ý à, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi. Bên cạnh đó anh hãy cho tôi biết số tài khoản của anh. 50 vạn này tôi sẽ chuyển... Tôi nói sẽ được chuyển qua. À không sao, số tài khoản muộn một chút tôi sẽ gửi qua cho cô. Wow, lợi hại quá Tần Thần Y. Hôm nay là do anh may mắn thôi, sau này đừng có làm ra những chuyện mất mặt như thế này. Ấn tượng về mình trong lòng cô ấy rốt cuộc tệ đến mức nào đây chứ? Vì cái thằng chết tiệt đây. Ôi, cục cơn thanh âm của mẹ à, hôm nay không làm con sợ chứ? Con làm mẹ lo lắng chết đi được. Mẹ không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Cậu đứng đờ ra đã làm cái gì? Mau đi dọn dẹp nhà đi. Vâng. Mẹ à, con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Thanh âm à, việc nhà đã làm xong. Đang tập yoga hả? Nghe Tử Đàn nói anh hôm nay anh ở nhà giở trò lưu manh hả? Sáng hôm nay sau khi anh rước nó về, anh đã thay đồ ở trong phòng quên khóa cửa. Con bé đó đẩy cửa vào và thấy hết. Chỉ có vậy? Chỉ có vậy thôi. Thôi được rồi, tính cách của Tư Đàn em hiểu rõ, chắc anh cũng không dám bắt nạt nó. Nhưng mà sau này đừng có ra mặt quá. Hôm nay có thể bình an vô sự là do anh ăn may thôi. À đúng rồi, ngày mai có tiệc gia đình, anh cũng cùng đến nhé. Tiệc gia đình sao? Được. Mệt chết đi được. Nhưng mà hôm nay cũng phải cảm ơn anh. Ừ. Ồ, đông đủ rồi hả? Em để khỏe không? Chào bác. À, cháu gái đến rồi. Lại đây, lại đây. Hôm nay là lần đoàn tụ đầu tiên của Chu gia. Ngồi đi, ngồi đi. Nào. Hey, thật là mụ yêu quái mà, ăn mặc lòe lạc thế kia, định mơ hoặc ai chứ gì hay cái gì? Tần Năm à, khi nào thì các con định sinh em bé đây? Chưa quế tiền, chỉ cả của Chu gia. Chúng cháu chưa chuẩn bị tâm lý cho lắm, bác không cần lo lắng đâu. Nhân lúc còn trẻ,
thì nên làm yên ba con đi. Cảm ơn lời nhắc nhở của bác. Ôi, Trình Văn nhà ta làm cô bớt lo nè, không uổng công bà già đây dưỡng thành. Trình Văn, con rể Chu Quế Tiền. Mẹ quá khen con rồi, chỉ tạm được thôi mà. Chị cả à, con rể nhà chị cũng bình thường thôi mà. À cũng đúng ha, nhà Trình Văn nhà tôi lại là người đứng đắn, không như người khác, như Thanh Âm đáng thương của chúng ta kìa. Dù sao thì đây cũng là lần đầu gia đình mình tụ họp, con có món quà nhỏ kính tặng ngài. Ôi chao, đến là được rồi, cần gì phải bày vẽ. Trình Văn thật có lòng mà. Hả? Đây là Thành Hoa Đại Uyển. Không sai, con biết bác rất thích đồ gốm sứ nên liền nhờ người mua hết 30 dạng. Mua được nguyên bộ Thành Hoa Vân Đại Uyển này tặng cậu, hy vọng cậu thích nó. Cái gì chứ, là 30 vạn sao? Là Thành Hoa dưới thời nhà Nguyên. Ôi cái tên Trình Văn này thật là tốn kém mà. Quà tận 30 vạn ha, bà bối đi mà. Cái bát này có một chút gì đó không hợp lý. Tà khí của vật này quá dị đặc, e rằng chúng xuất ra từ lăng mộ, dùng âm khí nuôi dưỡng mới luyện thành dạng này. Đại uyển này không chỉ là văn vật được ngụy tạo mà còn là vật tà ác. À, em rể nên chuẩn bị quà mừng rồi ha, không biết là cái gì ta. À là anh không đúng, anh quên mất là em rể là người tàn tật mà còn ở rỡ ha. Em ấy hay dựa dẫm gia đình, chắc là không có tiền đâu. Mà hôm nay trùng hợp anh được thăng lên làm trưởng khoa rồi. Chúng ta cũng nên sức mẻ vì một người rác rưởi như thế này đâu ha. Người làm công theo tháng chẳng được bao nhiêu, như muối bỏ biển, hay là anh cho em đi sửa, đi cửa sau được ha. Anh rể à, cảm ơn hảo ý của anh. Tần lập như thế nào cũng là chuyện của nhà em, không đến lượt anh lên tiếng. À cũng đúng đúng, chẳng qua một người nào đó đến món quà nhỏ cũng không mua được thôi. Anh chỉ tay em gái cảm thán thôi mà. Hôm nay em đi hơi vội vàng, không kịp mang theo quà. Chỉ là... Hả? Em không phải câm sao? Làm sao lại nói được? Bỏ đi, em rể ngay cả quà cũng chuẩn bị không có. Nói được thì thế nào chứ, cũng chỉ là phế phẩm mà thôi. Nhị sư tỷ của Sở Thanh Năm, không bàn tới vấn đề em tặng cái gì, nhưng mà so với đồ giả của anh rể, thực tế hơn nhiều. Tần Lập, em nói vậy là ý gì? Riêng Đại Uyển cũng mất 30 dạng đó. Cái tên vô dụng nhà ngươi, không kiếm được tiền thì thôi đi, lại đi vu oan Trịnh Văn nhà ta hả? Bất luận con kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà vật này đích xác là đồ giả, không thể nghi ngờ được. Ngươi nói bậy, cái đồ phế vật này, ngươi dựa vào đâu mà nói đây là đồ giả chứ? Nó nhìn ra được sao? Không, không thể nào. Người đó đã cầm đồ là không ai có thể nhìn ra mà. Được thôi, để tôi chứng minh cho anh xem. Tần Lập à, còn cầm miệng cho ta. Tần Lập nhà con thật là không có phép tắc mà. Đã đố kỵ với Trịnh Văn nhà cô thì thôi đi, lại còn bắn nước bẩn lấy người ta. Tần Lập, dù sao cũng không nên vô lễ như vậy. Trịnh Văn tốt xấu gì cũng là anh rể chúng ta mà. Anh rể à, đồ cổ mà anh ấy tặng chắc chắn là một loại văn vật giả. Chứ dù là đồ giả thì cũng là tâm ý của anh rể. Hôm nay là buổi gặp mặt của nhà họ Chu bên em. Văn vật giả, rốt cuộc là đồ giả, có thể cho tôi xem được không? Không biết có làm phiền tới mọi người không? Ngô Phương Mậu. Lưu thị trưởng.
Không phải ngài biết tôi là trưởng phòng cho nên Ninh Hạ cố đến chứ? Con giới thiệu với mọi người một chút nha. Đây là thị trưởng Lưu của Dương Thành. Thật trùng hợp ha. Không ngờ ở đây lại gặp được Tần tiên sinh. Sự tình hôm qua mấy bà có cầu. Đâu có. Việc nhỏ nhặt thôi mà. Lưu thị trưởng à? Tần lập trước đó chỉ là một kẻ phế vật à. Làm sao ngài quen tên đó? Hả? Cái gì? Đồ bỏ đi. Ngươi hay cho một tiểu túc trình văn một trưởng phòng mới nhậm chức. Tần tiên sinh à, Trình Văn đã làm gì ngài hả? không không, anh ta là anh rể của tôi. Chứ tôi vừa mới thảo luận xem vật này có phải là văn vật giả hay không mà. Đồ cổ à, đây không phải là Thanh Hoa Đại Uyển sao? Lão Ngô à, ông là một chuyên gia thẩm định đồ cổ, tới xem thử đi. Tôi đã nhiều năm không thẩm định nữa rồi. Dù vậy chứ Thanh Hoa trước đó là chuyên môn của tôi. Nhìn màu sắc giống như chính phẩm thời nhà Nguyên à. Đã là khẳng định rồi mà. Tôi đã tốn bao nhiêu tiền. Xem ra em rể phen này nhìn nhầm rồi ha. Ngài cũng cảm thấy đây là đồ thật. Người dập chấn vớt ta, dựa vào đâu mà ngươi nói đây là đồ giả? Không phải sao? Rốt cuộc ta cũng biết vì sao Lưu thị trưởng lại thưởng thức ngươi rồi. Không sai, đây là văn vật giả. Thánh Hoa Uyển này nhìn xa thì giống thật, nhìn gần thì thấy vết tích lớp tráng men có chút cũ. Bút pháp mô tả văn hoa mặc dù lão luyện, nhưng mà thần vật thì lại thiếu hụt, không được rành mạch lưu loát. Thực ra chỉ là hàng mô phỏng lại mà thôi. Hơn nữa hàng giả này cùng với thi thở đã ở trong miệt mộ một thời gian dài. Đó là vật đại hung. Màu ném khỏi tay đi. Còn là Trình Văn, sao con có thể đem cái thứ này tặng được chứ? Con cũng không biết mà. Tần Lập tỷ tử à, thật đúng là cái hàng giả này trông ý như thật mà ngươi cũng nhìn ra được à. Cô mắt của ngươi cũng không tệ nhà, lúc nào rảnh thì chúng ta gặp mặt đi. Được rồi, Tần tiên sinh là khách quý của ta. Không tránh nữa. Tôi cũng muốn cùng cậu gặp đây. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hả? Bà, mọi người cứ ăn trước đi. Cậu đi một xíu rồi sẽ quay lại. Tiếc quá ha, hàng anh nha. Con rể của em vậy mà lại có quan hệ tốt với thị trưởng, so với Trình Văn nhà tôi giỏi hơn nhiều ha. Ấy, tôi cũng không cố ý, sợ ảnh hưởng đến hai gia đình. Ai ngờ thị trưởng Lưu lại tới thật, thật là... Thị trưởng Lưu à, ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tình thực mà nói, cha tôi trước đó được Tần tiên sinh chữa bệnh, gần đây khi đến nhà tôi trở về lấy phát bệnh. Nhưng đến bệnh viện khám lại không phát hiện bệnh gì cả. 2 tháng, tôi có thể bắt mạch cho ngài không? Có thể. Quả nhiên. Quả nhiên. Tần tiên sinh à, rốt cuộc là như thế nào ạ? Thị trưởng Lưu yên tâm, cứu được. Đợi tiệc gia đình kết thúc, tôi sẽ đến thăm, thay ngài giải quyết vấn đề này. Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ đợi tiên sinh tới. Tần Lập tiểu tử này, không làm cho ba mất mặt à? Mọi người về trước đi, anh đi chỗ này một xíu. Tùy anh. Tốt, tiểu tử tốt. Tuyến đường trong kế hoạch nhà thị trưởng Lưu. Rẽ phải về phía trước. Ủa? Tần Lập, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này tao sẽ cho mày xuống âm phủ.
Google Maps, đi thẳng về 50 mét nữa. Cái tiền phí vật tân lập này. Hôm nay, mày tự cắt đứt hai tay của mày thì tao sẽ bỏ qua cho. Thì ra là mày sao, Lưu Minh Hậu? Yên tâm, mày không làm cũng được, tao sẽ giúp mày. Các anh em, giao một tay, nắm giãn tế. Lên! Lâu quá rồi không thử tay. Hai hít, ba hít. Hình như mày mang theo không đủ người thì phải à. Đây, chuyện gì xảy ra vậy? Cái tình phí vật bị câm này sao đột nhiên lại mạnh như vậy chứ? Mày, qua đây đi. À đừng, đừng có qua đây. Nhà thị trưởng Lưu chắc ở hướng này rồi. Chính là ở đây rồi. À đến đây, đến đây. À, tần tiên sinh à, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, mau vào đi. Xuống xác quá. Chính là ở trong phòng đó. Xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. À, phu nhân à, sao vậy? Tiểu Kiệt lại phát bệnh rồi sao? Tiểu Kiệt bay lên rồi. Hả? Tiên sinh à, cậu mau xem. Đừng gấp, tối bây giờ sẽ cứu cậu ấy. Người đừng đụng ta, cút cho ta, cút ra ngoài. Tiểu Kiệt, vẫn chưa xong. Đẩy vào giữa chân mày. Bước tiếp theo là ép nó ra để thu nhập lại sạch sẽ. Lưu Chính à, anh tìm cái thứ rác rưởi gì vậy? Nếu Tiểu Kiệt có mệnh hệ gì, em sẽ đòi lại bằng mạng sống của hắn. Im miệng cho tôi. Không được rồi, bộ họ đều bị ảnh hưởng rồi. Xem ra phải nhanh chóng hơn một chút mới được. À, mẹ, Tiểu Kiệt. Yên tâm đi, cậu bé đã không sao rồi. Bây giờ tôi phải tìm ra nguồn gốc của sát khí. Hả? Sát khí? Nhà ngài gần đây có phát sinh ra chuyện gì không vui, hay nhận một món quà nào của nhà nào không? Chuyện không vui hả? Thì thực sự không có. Nhưng mà tôi thực sự đã nhận được một cặp sư tử đá, chính là đỡ cửa trước. Tần tiên sinh, tìm thấy rồi. Đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh của các người. Một cục đá nhỏ này sao? Các người mỗi khi ra vào cửa đều tiếp xúc với nó. Trên cục đá này có một sát khí rất mạnh. Người bị sát khí này sau đó sẽ trở nên cấu kỉnh và yếu ớt. Sau một thời gian dài sẽ bị nhiễm. Hơn nữa thì vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn rồi. Tần tiên sinh, hôm nay cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Kiệt. Chuyện vừa này thì tôi xin lỗi. Không có gì đâu. Chỉ cần cậu bé không sao thì tốt rồi. Tần tiên sinh, hôm nay thật may khi có cậu. Để tôi kêu tài xế đưa cậu về ha. Nhưng mà trước khi cậu đi tôi có một ý nghĩ. Không biết Tần tiên sinh có muốn mở một y quán không? Hả? Mở y quán à? Mở của gia đình tôi đều nhờ có cậu cứu về. Tôi sẽ thành lập cho Tần tiên sinh một y quán, xem như là món quà cảm ơn của tôi. Vậy thì cảm ơn Lưu thị trưởng rồi. Mở y quán có thể giúp nhiều người hơn.
vậy thì cũng không uổng phí công pháp đã học. Nếu sau này tìm được ba mẹ, bọn họ chắc cũng sẽ vui mừng cho mình. Hả? Tài xế, mau dừng xe. Cậu đến nơi rồi sao? Sở Thanh Âm trở như vậy rồi cô ấy đến đây làm gì chứ? Ây dô, ánh mắt tiểu tử này không tồi nha. Nhìn xem đây là đại tiểu thư nhà nào đây. Wow, để lâu rồi. Âm Âm, tuy rất là gặp bạn thân mình đã nghĩ nhiều rồi. Hả? À, mợ ơi, đây là tình huống gì vậy trời? Mình đây là bị một phụ nữ cấm cho mình một cái sừng sao? Người anh em à, mắt nhanh của cậu cũng khá độc rồi. Hình như không phải vậy đâu. Tiểu Ngũ, đem bình rượu tốt của tôi ra đây. Bà bối của ta, em thật là tôi nhớ chết đi được. Tôi còn tưởng em quên tôi rồi. Gần đây bận quá, công việc gặp một chút vấn đề. Công việc bề mỏi làm không hết đâu bà bối à. Tối nay không cần nghĩ đến những việc không vui nữa. Để chúng ta vui chơi một trận cho ra hồn đi. Được, không say không về. Cạn. Vẫn là cậu hiểu tôi. Nếu không phải lúc đầu vì tránh việc liên hôn với gia đình, Tôi sẽ không có áp lực lớn như vậy. Thật là ước cho tiểu bảo rồi. Ly này cũng phải uống cạn đó. Cũng đừng trách tôi. Ai kêu em không đồng ý ly hôn với tên phế vật kia, anh cũng không còn cách nào khác. Ai đó? Đưa biện pháp an toàn. Cô nương lấy tiền rồi làm việc cũng không tệ nha. Hello. Tần Lập, tại sao lại là tình phế vật nhà ngươi? Tần Lập à, cậu đừng hiểu lầm nhỉ. Tôi thấy Thanh Âm uống say cho nên chăm sóc. Nội, mày muốn chết như thế nào? Thả cho tôi đi, tôi sẽ lập tức cút đi. Tôi sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Thả cho tôi đi, tôi không dám nữa mà. Ông nội tận ba tầng à, cậu xem tôi bị cậu đánh thổ huyết rồi nè. Được, vậy người cút đi, sau này đừng xuất hiện nữa. Cảm ơn nha. Mày đi chết đi, Tân Lộc. Hai lần trước ta đã tha cho mày, không ngờ mày lại phải sai lầm mà không biết sửa. Vậy thì đừng trách tôi. Xiên trứng, từ đây họ Mi sẽ không hót nữa. Mày tự làm tự chịu. Cút đi.
Còn may là hôm nay mình đã nhìn thấy đó. Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào chứ? Tôi cảm thấy anh là cái đồ không bằng cầm thú. Anh vừa cứu em quay lại đánh anh là có ý gì? Cứu tôi? Anh vậy mà muốn dùng vũ lực với tôi, làm xong rồi mà còn nói là muốn cứu tôi. Đến thầy giám cũng sẽ không tin lời dối của anh đâu. Anh không có lầm. Em tin hay không thì tùy. Tần Lập à, anh là cái đồ khốn kiếp. Anh alo, có phải cậu em Tần Lập không? Ờ, chị Lưu Yến hả? Trớ như vậy rồi có chuyện gì sao? Lần trước thuốc mễ của cậu cho tôi dùng còn không? Tôi muốn mua một lô hàng lớn. Ngoài ra tốt nhất là giúp tôi cải tiến một chút nha, cho thêm tác dụng làm trắng da. Chị Lưu Yến muốn bao nhiêu? Tôi phải về chuẩn bị một chút. Trước tiên thì 200 phần đi. 200 vạn tệ sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. À không vấn đề gì, nhưng mà thuốc đó của tôi chi phí không cao, không cần nhiều tiền như vậy đâu. À, tôi nghe anh tôi nói rồi, cậu muốn mở y quán, sau này chỗ cần dùng đến tiền chắc chắn sẽ không ít, còn lại làm tiền hỗ trợ đi. À, vậy thì cảm ơn chị Lưu Yến rồi. Trễ như vậy rồi vẫn chưa về sao? Mình hôm nay hiểu lầm anh ấy như vậy, có khi nào tức giận rồi? Sao bây giờ anh mới về? Anh đi làm một chút việc. Cứ cho là em chưa hỏi. Cái đó hôm nay em hôm nay sao vậy? Có gì đó không đúng. Em có thể sắp bị công ty đuổi việc rồi. Có một số đồng nghiệp thường lấy chuyện của Lưu Uyển ra để nói xuyên nói xỏ trước mặt lãnh đạo. Với lại, lãnh đạo đã tìm em nói chuyện vài lần, muốn kêu em từ chức. Cho dù em có từ chức cũng không sao. Không sao, nếu em bị sa thải rồi, ai sẽ chăm sóc cái nhà này? Hơn nữa, cũng không dễ gì tìm được công ty mới. Ý của anh là, em còn nhớ chuyện lúc trước anh đi khám bệnh cho người ta không? Lúc đó người mà anh chữa trị chính là ba của Lưu Thị Trưởng. Lưu Thị Trưởng? Sau đó, anh lại chữa khỏi cho con của ông ấy. Vì thế ông ấy tặng cho anh một cái y quán. Cộng thêm lúc trước anh chữa bệnh cứu người, cũng kiếm được không ít tiền. Đến lúc đó, nếu em đồng ý thì cùng anh kinh doanh y quán. Cho nên em không cần quá lo lắng. Mở y quán ư? Anh ấy đang an ủi mình sao? Qua một thời gian nữa mới khai trương y quán. Em suy nghĩ trước đi, suy nghĩ xong rồi thì nói với anh là được. Tần Lập à, cảm ơn sự an ủi của anh, em rõ ràng đã hiểu lầm anh rồi. Thực ra em là muốn xin lỗi anh. Hả, có chuyện gì? Hay, nếu như nói gặp ai sẽ vướng phải chuyện xui xẻo á. Vậy nhất định là cậu ta rồi. Đáng, Tần Lập. Đàm Tử Cầm là bạn đại học của Tần Lập và Thành Âm, là bạn thân của Thành Âm. Ngẩn ngơ đó làm cái gì?
còn không mau để bổn cô nương vào. Thì thật không biết thanh nam nhà ta sao lại gả cho cậu chứ. Đàm Tử Cầm đến rồi thì chẳng có chuyện gì tốt cả. Năm đó ở đại học bị cậu ta chỉnh cho thảm rồi. Thanh Nam, nhanh một chút đi, chuẩn bị đi vào phố thôi. Hôm nay đi đâu ta? Đến rồi cậu sẽ biết. Chính là đây. Chỉ có giới thiệu lưu mới mời tham gia đấu giá thành phố. Câu lạc bộ Hồn Thị chính là tòa cao nhất thành phố. Tài xế phía sau cũng đi cùng với chúng tôi. Nhìn dãy số biết tòa nhà 100 tầng. Điều hấp dẫn nhất ở đây chính là đấu giá các loại ngọc trong đá. Hơn nghìn quý khách. Sau khi đấu giá sẽ mở ngọc trực tiếp tại chỗ. Một là giá trị nhân đôi, hai là mất trắng. Viên đá thù tự nằm do số 3 đạt được. Ê, đến cũng đến rồi, Tân Lập à, cậu cũng mua một viên đá cho Thanh Nam đi. Nếu Thanh Nam thích, tôi tự nhiên sẽ mua cho quỷ. Sản phẩm đấu giá này là một viên đá thô có lớp ngoài màu xanh. 5 ván, 10 ván. Ồ, xem ra không tệ ha, mau xuống tay đi. Thanh Nam à, cậu xem viên đá kia kìa. Hả? Hơi thở này vậy mà lại cộng hưởng với sức mạnh trong cơ thể của mình. 10 giảng lần 1, 10 giảng lần 2, 25 giảng. Thành Đâm à, cậu hãy nói muốn mua viên đá này đi. Xem Tần Lập có lừa cậu không. Hay, nếu cái tên này dám lừa cậu á, mình sẽ... Bình tĩnh một chút đi, Tử Cầm à. Hả? Tần Lập đâu? Những vật liệu này bán như thế nào vậy? À, đây đều là những viên đá nhỏ bị đào thải, 100 tệ một viên, chính là để cho khách hàng mua chơi. Vừa lúc có tiền lẻ, hai viên này của tôi... Tôi mua rồi. Bây giờ giúp tôi cắt viên này đi. Thì ra là đi xem gian hàng phế thải ư? Hay vẫn giống y như lúc trước, thật là mất mặt. Vậy mà còn nói với cậu cái gì mà mở y quán chứ? Tần Lập à, cậu vậy mà dùng mấy trăm tệ rách làm cho Thanh... Ra rồi! Đều là màu xanh! Hả? Đều là màu xanh ư? Trời à, lại có thể là băng chủng mãn ngọc. Đây chính là đồ cao cấp trong cao cấp đó nha. Lại có thể tự cô hàng vé thải tìm ra được á, vận may cũng không tồi. À, những cái này tôi đều lấy. À, tôi sẽ trả tiền trước. À, đừng có cướp đá của tôi. Anh trai đẹp à, bán cho tôi viên này 30 vạn đi, còn có đáp lễ nữa nha. À, tôi trả 50 vạn, chúng ta cũng có đáp lễ luôn đó. 500 vạn. Giá thấp nhất của viên đá đó cũng phải 500 vạn. Ủa, đây là ai vậy? Đây là một ông lớn trong giới ngọc của Dương Thành, Đàm Lão. Cậu trai trẻ à, bán cho tôi viên đá này với giá 500 vạn nha, được không? Đàm Lão, cha của Đàm Tử Cầm, chủ tịch của tiệm châu áo Đàm Ký Thành Dương. Đây là do con mua tặng cho Thành Âm, chú hỏi cô ấy là được rồi. Wow, mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật cao cấp như vậy đó. Ba thật là không tiếc tiền mà. Ngọc tốt nên để cho người hiểu nó. Chú Đàm là vua ngọc ở Thành Dương. Có thể để chú để ý tới là vinh hạnh của hậu bối. Thà Nam vẫn biết nói chuyện như vậy à. Một lát nữa chú sẽ nói tài vụ à, đưa chi phiếu cho cháu à. Wow, đều lộ ngọc ra rồi.
Ngoài ra tiểu huynh đệ à, có thể giúp tôi nhìn xem viên đá mà tôi mới đấu giá được không? À vâng. Đây là một viên đá bình thường, không có gì đặc biệt. Tần Lập à, vật đấu giá đây đều chọn, được chọn tỉ mỉ đó. Ai sợ không phải là một tên mù đấy chứ. Hơn nữa là Đàm lão sao có thể nhìn sai được chứ. Ngọc trong đá đúng hay không thì phải mở ra mới biết được chứ. Tên tiểu tử này nhất định là nhìn sai rồi. Hôm nay lần đầu tiên cá cược ngọc mà cược trúng là do cậu may mắn thôi. Viên đá do ba tôi nhìn trúng á, cậu lại dám ăn nói lung tung. Chút nữa tôi xem cậu giải thích như thế nào. Xuất hiện màu xanh rồi. Ây da, đáng tiếc quá, đây là vết nứt không có giá trị. Sao lại có thể chứ? Cha từ trước giờ chưa nhìn sai lần nào. Quả nhiên cậu không sai. Đám ký của chúng tôi đang thiếu một người có thể nhìn xuyên thấu trong ngành ngọc, nếu cậu có hứng thú thì có thể đến thử. Đàm lão à, còn hay cậu không cần trả lời gấp đâu, suy nghĩ kỹ hơn đi. Để lần sau hãy trả lời tôi nha. Cha thật sự đã nhìn sai rồi sao? Hay con đoán xem. Từ khi nào mà anh biết cá cược ngọc vậy? Học trên sách thôi, không khó. Nếu em muốn học anh có thể dạy cho em. Tần Lập à, lúc trước là anh luôn lừa em sao? Cái gì? Tại sao anh phải giả vờ là một người câm, là một phế vật? Tiểu quỷ, chỉ cần con chịu khó tu luyện ở quyển sách này, 10 năm sau nhất định sẽ thành tài. Nhưng nhất định phải phong ấn khí ống mồm 10 năm của con ở trong cơ thể con nuôi thành linh khí. Đây là vận mệnh của con định đoạt. Con phải xem vào tạo hóa của con. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi không có lừa cô. Tôi thực sự là một tên câm. Không muốn nói thì thôi. Nhưng tại sao lúc đầu anh lại đáp ứng kết hôn với em? Cô còn nhớ chuyện ngày trước không? Cái tình cảm chết tiệt à, xin chào má. Cành của tao có ngon không hả? Có phải ngon quá cho nên không nói lên lời không? Một nhóm người các người bắt nạt một người yếu đuối, có cảm thấy mất mặt không? À, mình nhớ ra rồi. Cho nên tốt nghiệp lúc cô đến tìm tôi kết hôn, thật ra tôi rất vui. Mặc dù tôi biết bản thân tôi chỉ là cái lá chắn của cô. Vậy anh có hận em không? Làm sao tôi có thể hận cô được? Sở già không xin lỗi tôi, cô cũng vậy. Mà nội tâm của tôi vẫn coi cô là vợ. Hả? Ôi, Tần Lập thối, tự nhiên nói cái này làm gì chứ? À đúng rồi, ngày mai y quán của tôi mở, cô đến xem nha. Cái gì? Em tưởng anh chỉ đùa thôi chứ, lại là thật ư? Trị bệnh cứu người không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ trị mấy cái bệnh sốt với cảm cúm thôi, cô yên tâm đi. Nếu như xảy ra chuyện gì á, ai gánh tay anh đâu? Cái tên ngốc này chẳng lẽ không nhận ra mình đang lo lắng cho hắn ta sao? Ngày khai trương. Ồ, đây là con rửa tốt của Sở gia ư? Tần Lập từ khi nào biết chữa bệnh cứu người mà tôi không biết vậy? Đường thị đột nhiên mở y quán chắc là chống đối người hả? Đây không phiền hai vị phí tầm, con để tôi đây từ trước này giấu nghề. Nghe nói mấy ngày trước tiểu tử này đã cứu nhà của Lưu thị trưởng. Lưu thị trưởng này mở y quán tặng cho nó.
không có cách nào mà từ chối được. Nào nào nào, uống trà, ăn điểm tâm đi. Tưởng dựa vào hơi của Lưu thị trưởng thì mọi chuyện sẽ thuận lợi sao? Dám mở y quán, mày đúng là không cần mạng rồi. Tao không biết tại sao mở y quán lại không cần mạng đó. Đừng quên, địa bàn của mày cũng trở về người của tao điều tra. Lần trước làm tao mất mặt như vậy, cho dù có Lưu thị trưởng cũng... Tần tiên sinh, không đến không bệnh mà. Chúc mừng khai trương. Chúc mừng, chúc mừng. À, Lưu thị trưởng Triệu Yến. Hả? Lưu thị trưởng? Lần trước thì kính rượu Tần Lập mở y quán cũng đích thân đến chúc mừng. Tần Lập và Lưu thị trưởng rút cuộc có quan hệ gì? Tần Lập à, nơi này của cậu xem ra cũng tốt đó. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mời vào, mời vào. Lúc nãy thì nói những lời lạnh lùng, bây giờ thì lại lên tiếng. Cứu mạng với, cứu mạng của trai tôi. Sao vậy? Ở bên ngoài... cứu mạng con trai tôi. À, con trai tôi, Hậu lãng à, con làm sao vậy? Nhường cho một chút, tôi là bác sĩ. Bố ơi, bệnh của đứa bé này nghiêm trọng như thế, mau đưa nó đến bệnh viện đi. Đúng đó, bệnh của đứa trẻ này không nhẹ đâu, không phải cậu có thể giải quyết được. Xem ra vừa khai trương còn phải đóng cửa vận may rồi. Đáng đời, đến lúc đó xem Tần Lập thu dọn như thế nào. Cứu con tôi với, xin cậu đó. Tôi sẽ cứu cậu bé, mau đưa cậu ấy vào đi. Trong dạ dày, con trai ông trúng độc rồi. Ông cho thằng bé ăn cái gì vậy? Không thể nào, bình thường đều là hàng xóm giúp đỡ chăm sóc, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Con của mình mà để hàng xóm chăm sóc giùm á, làm cha thật không có trách nhiệm. Vợ của tôi mất sớm, tôi đi kiếm tiền để cho con ăn học. Trên mặt đứa trẻ này lộ ra hắc khí, hơi thở yếu ớt, bệnh trạng giống như là trúng độc. Tôi nghe nói bác sĩ lần này lấy được chứng chỉ hành nghề mới mấy ngày, vậy mà dám mở y quán chữa bệnh. Cái gì? Vừa lấy được chứng chỉ hành nghề ư? Đây không phải là đến hại người sao? Mau đóng cửa đi, đóng cửa đi. Mau đem đứa nhỏ đến bệnh viện đi. Tần Lập. Cậu không chữa được thì nói sớm đi. Đây không phải là hại con trai tôi sao? Tình trạng của đứa bé bây giờ rất nguy cấp, không thể bỏ lỡ thời gian thêm được nữa. Hả? Mau tránh ra hết đi. Hậu lãng à, còn được cái vỏ cha. Vạn sự sống còn chính là kỳ tinh bắc mạch, liên hệ lẫn nhau vững chắc. Kỳ tinh bắc mạch không thuộc phủ tạng, lại không có quan hệ. Chủ nhân của ngũ tạng này là một thở. Lục phủ dính vào ngũ tạng kinh lạc, là đường hầm của nội tạng. Kinh mạch thông hành có nghĩa là tinh thần vững chắc, ngay cả nước cũng có thể ngập thuyền. Nhật Nguyệt Thượng Kinh, Tuyền Ki Thái Ức Hòa Cái Thái Bạch Thiên Sư. Ủa? Hậu lớn à? Con trai à, ta xin lỗi con. Con đổi quá, con muốn ăn gà rán à? À, được, 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 được. Chúng ta bây giờ sẽ đi mua. Đã không sao rồi. Nếu không yên tâm thì có thể đến bệnh viện kiểm tra. À, ngài thật sự là một thần y. Cảm ơn nha. Ôi, tôi còn tưởng là lừa gạt chứ, không ngờ cũng có chút bản lĩnh đó. Vậy mà có thể cứu được. Bà đã chứ. Không ngờ hắn ta có thể cứu được thằng bé.
Muộn hắn mất hết danh tiếng, rõ ràng đã cho thằng bé uống rất nhiều thuốc trừ sâu rồi mà. Đừng gấp, để hắn ta chơi đùa thêm một chút nữa đi. Alo, vợ ơi, anh gặp được thần y rồi, tối nay nhất định sẽ có thể mang thai đó. Hay mệt quá đi, cửa lớn hậu viện. Mau khóa cửa về nhà. Ai, mệt chết rồi. Cửa lớn hậu viện. Mau khóa cửa về nhà. Có tiếng động. Cô đến để xem bệnh sao? Hả? Để một chút, tôi là bác sĩ ở đây. Hả? Xem ra còn phải tăng ca qua đêm rồi. Thành Năm à, ở đây tiếp nhận một bệnh nhân khá phi phức. Vậy tối nay anh không về sao? Tối nay anh ngủ ở y quán không cần đợi anh. Vậy cả đời anh ở y quán luôn đi. Cúp máy. Hey, lần sau mua ít quà tặng cô ấy vậy. Đây là quân tình khu 19. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có chuyện xảy ra sao? Khu quân tình của chúng ta có kẻ chuyên đánh cắp thông tin, kẻ thì chuyên vô hiệu hóa vũ khí máy móc, kẻ thì âm thầm dẫn dắt dân tình. Còn các người thập cửu sử là đặc biệt nhất. Hành động thôi, thập cửu sử. Thập cửu sử từ nay trở đi giải tán. Đứng. Tôi chưa chết. Cô tỉnh dậy rồi sao? Là anh cứu tôi. Nếu như đến trở Hải Phú thì tôi hết cách cứu rồi. Cô quyết định mình sẽ đi đâu sau đó? Tôi không có nhà, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Vừa hay gần đây tôi có thiếu một trợ lý, cô có thể ở lại. Có thể sao? Có thể. Tôi sẽ trả tiền lương mỗi tháng cho cô, nhưng không nhiều lắm, chỉ 5.000 tệ. Thế nào? Là anh cứu tôi. Từ nay mạng của tôi sẽ là của anh. Có chuyện gì cần thì tôi, cần tôi thì cứ nói, chứ dù là nước sôi lửa bỏng. Để cô nằm ở trên băng ga dưỡng thương trước gì đã. Tần Lập, mau mở cửa, mau cửa cửa. Tần Lập à, mau đi với tôi. Tần Lập, Tần Lập, ở đây nè. Đàm Tư Cầm, vừa mới sáng sớm lại đến tìm tôi, có bị bệnh rồi hả? Anh mới bị bệnh đó. Có thể mong tôi tốt đẹp một xíu được không? Tôi đến để mời anh làm đại diện cho Đàm Ký đi tham gia hội thi Ngọc Thạch đó. Hội thi Ngọc Thạch? Khoan đã, là đi đâu chứ? Cầm mồm và đi theo tôi. Cha. Ây vô cậu Tân, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Để đàm lão đợi lâu rồi. Không cần vội, nhưng mà vụ cược ngọc phải làm phiền cậu Tân rồi. Cược ngọc thạch, đàm lão không phải để tôi đến cố vấn tôi sao? Cậu Tần à, tôi là người chính mắt nhìn thấy thực lực của cậu mà. Cậu nhất định phải giúp tôi đó.
Đại hội Ngọc Thạch lần này chỉ có hai vòng là cược Ngọc Thạch và điều khác thôi. Ngọc Thạch cược được, nếu như chuyển thành thì sẽ đem đi đấu giá, giá cao nhất sẽ trở thành quán quân của vòng này. Số 12, Mãnh Lục Thanh Long. Ngọc Thạch cược được, nếu như chuyển thành thì sẽ được đem đi đấu giá, giá cao sẽ trở thành quán quân của vòng này. Số 12, Mãnh Lục Thanh Long. Vương Siêu, Triệu Lâm, Lẩu Tự, ba vị này sẽ là đồng đội, sẽ về đội của cậu. Đều là những thành viên được ta lựa chọn kỹ càng. Lần cược này phải nhờ vào các cậu rồi. Cha tôi lần này bỏ ra rất là nhiều tiền để tham gia cuộc thi này đó. Nếu như có thể lọt vào top 3 thì tiền thù lao của anh sẽ không ít đâu. Không sai, nếu như cậu Tần có thể giúp tôi đạt được giải quán quân á, tôi chịu phá lệ lấy thêm 10% cổ phần Đàm Ký Châu Bảo Nguyên tặng đó. Nhưng tôi là bạn thân của Thành Âm đó, nếu như cậu không làm tôi không đảm bảo sẽ không nói gì đó. Vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Quảng trường Đỗ Thạch. Thầy nhóc con, cậu thật sự muốn chọn đá sao? Nếu đã đến rồi tôi muốn thử một chút may mắn mà. Nếu như Tần tiên sinh có nhà hưởng, với 1.000 tệ mà chúng tôi còn dư đều là ở đây, cậu đem đi chơi đi. Hả? Không phải nói là mấy triệu sao? Nhóc con à, cậu đừng có thấy nhiều tiền như vậy chưa. Cho cậu 1.000 là đủ rồi, đừng có được dôi đòi tiền đó. Với là lịch của cậu, việc chọn đá không đến lượt cậu đâu. Số tiền hạn chế, đành phải mua ở những chỗ đá phế thải vậy. Hả? Viên đá này 2.000 tệ. Đây làm sao có thể chứ? Tiên sinh xin chào, ngài muốn mua viên đá này sao? Vị trí quán quân của chúng ta lần này đã được đỉnh sẵn rồi. đúng vậy, sậu giá trị gần như là nguyên thạch 500 vạn đó. Tiên sinh, muốn chiếc thẻ này cũng là vàng nguyên chất, ít nhất thì giá trị cũng 5 vạn. Cô dùng này thẻ này quẹt đi. Dạ được. Tần tiên sinh mua được viên thạch tốt gì vậy, có thể xếp thứ không? Đúng là mua một viên đá ghế mà. Tiểu tử à, thức thời một chút mau về đi, vị trí giám ghế này của Đàm Ký không phải ai cũng có thể làm được đâu. Vậy sao, đá tôi mua có thể xếp được hay không á thì chưa chắc à nhờ. Có điều giám chế của Đàm Ký tôi cũng không muốn làm. Chứ vị đều đã chọn xong đá rồi chứ? Lần này chúng ta đều lấy được 2 viên nguyên thạch tốt nhất ở đây, đảm bảo có thể được vào top 3. Thứ tự của Đàm Ký tuyệt đối không thể đánh ra ngoài. 2 viên đá này liệu gia xem ra cũng rất tốt đó. Mở ra cũng coi như là nửa minh liệu, phẩm chất cũng không thể đi được đâu. Wow, đây không phải là lão Đàm sao? Lần trước từ trong tay ông đã cướp đi một nguồn hàng, ông vẫn còn dám đến đây để đánh cược à? Sao thế? Vẫn chê đền chưa đủ nhiều sao? Tiền tổng, không phiền tiền tổng phí tâm. Không ngờ rằng ông cũng đã đến bước đi tìm người mới để giúp ông kiểm điểm à. Xem ra Đàm Ký các ông thực sự không có người rồi. Tôi khuyên ông đây bây giờ mang người đi, chí ít còn không ở mất mạng. Giang thành này không phải là nơi của Đàm Ký.
mẫu thu dọn về Dương Thành của ông đi. Đạp tổng yên tâm, giao cho lão từ tôi, nhất định sẽ áp tên này xuống. Các vị khán giả đến tham dự cuộc đại thi đấu châu bảo lần này, kết quả các đội đến tham gia mời chú ý. Đại thi đấu đánh thịt lần này của chúng tôi chính thức bắt đầu. Và tôi là MC lần này, Hình Nhiễm. Mời các vị dùng tay bốc thầm tham gia thi đấu chuẩn bị chỗ. Tần huynh đệ à, thạch cậu mua đâu? Ở đây. Cậu bị bệnh sao viên đá hai dạng tệ mà cũng dám mang ra? Cái gió này chỉ có thể mua ở hàng phế liệu à. Tiểu tử này vẫn còn non lắm, cũng không trách ta không để vào mắt. Trời ơi, mắt của tôi bị hoa sao? Vì tuyển thủ đầu tiên đã mở ra được phiền pha lê đầu tiên toàn xanh, còn có một miếng là loại pha lê đế vương lục, thật sự rất đẹp. Tôi ra giá 3.000 vạn. Tôi ra giá 3.800 vạn. Tôi ra 4.200 vạn. Viên này tôi muốn rồi. Tuyển thủ tham gia thi đấu đầu tiên mà đã đấu giá được cái giá này rồi sao? Mà cái cuộc thi này chỉ mới bắt đầu thôi. Cuộc thi đấu hôm nay thật sự rất kịch liệt. Bây giờ các giá được xếp hạng là 6.300 vạn, 5.200 vạn, 4.200 vạn. Mỗi một dạng là 34 tỷ Việt Nam đồng. Mà tuyển thủ tham gia cuối cùng của Đầm Thị Chú Bảo, bọn họ tự mang thạch đá đến tham gia thi đấu. Xuất lục, xuất lục, xuất lục, nhất định phải ra lục nhớ. Mấy trăm vạn mà sao lại lãng phí như vậy chứ. Quá sáng rồi, toàn bộ khán giả đang rất mong chờ. Làm sao có thể chứ, làm sao lại như vậy? Thạch đá 500 vạn đưa hết rồi. Đây cũng tính là đi giám định sao? Mắt nhìn của Đàm Ký như thế này có thể sống được đến hôm nay đã là kỳ tích rồi. Không ngờ rằng mua thạch đá đắt nhất lại không đáng một đồng. Thi đấu lần này Đàm Ký đúng là làm cho chúng ta thất vọng rồi. Không, Đàm Ký hết rồi. Đây đã, Đàm Ký vẫn còn một miếng thạch đá chưa cắt. Tần Lập à, dừng tay đi bà, đừng có làm mất mặt nữa. Hả? Wow, là đế vương lục. Đế vương lục. Một viên thạch đá không thuận mắt như vậy mà lại là đế vương lục. Tôi còn tưởng rằng Đàm Ký đã hết cứu nổi rồi chứ. Vẹn vẹn có hai dạng mà đã, mà lại đầy ấp lục. Cái vận cứ chó gì chứ. Nếu như 500 dạng đều ở trong tay Tần Lập thì Tần Lập có thể giành quán quân cho Đàm Ký. Đợi đã, anh đang làm cái gì vậy? Anh ấy đang cắt ngọc bích. Trời à, anh ấy điên rồi. Tần Lập à, mau dừng tay đi. Hả? Đây là... Thật khó tin được. Đây, chúng ta đang nhìn thấy cái gì đây? Là ngọc trong ngọc. Trong ngọc bích này lại bao lấy một viên huyết ngọc. Lần trước đã có một viên huyết ngọc đấu giá với giá 10 tỷ. Trời ơi, đây chính là ngọc thạch mà Đàm Ký đã chọn. Trời ơi, đây chính là ngọc trong ngọc hiếm thấy, mà hàng nghìn năm nay mới hình thành huyết ngọc thứ nhất. Có duyên gặp được miếng ngọc này xuất thế, tôi cảm thấy cuộc đời này thật đáng giá. Tôi ra giá 9.000 vạn. Không, tôi ra giá 1 tỷ. Miếng ngọc này tôi định phải mua 1.200.000 vạn. Wow, người này vậy mà có thể mở ra huyết ngọc hiếm thấy.
Ông ơi, bệnh của ông hình như càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Già rồi, thân thể càng ngày càng không trọng dụng rồi. Không biết sinh thời con có thở 20 tỷ thành giao. Chúc mừng Đàm Ký Chu Bảo đấu giá 20 tỷ giành được vị trí quán quân lần này. Wow. Cuộc thi đấu giá lần này đúng là làm cho con người ta mở mơ to con mắt. Mà giá 20 tỷ cũng sẽ trở thành truyền thuyết không bao giờ vượt qua được. Tần tiên sinh à, hôm nay thật sự rất cảm ơn ngài. Nếu như không có ngài thì Đàm Ký chúng tôi không còn gì hết. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài. Đàm lão nặng lời rồi, tôi không để trong lòng. Vì để biểu thị lời xin lỗi, tôi sẽ đại biểu cho Đàm Ký tặng ngài toàn bộ tiền đấu giá huyết ngọc hôm nay. Đàm lão à, tôi Y gia Tần Lập à, con đừng từ chối mà. Con bây giờ là quý nhân của nhà tôi đó. Mà đại thi đấu hôm nay đã bùng nổ bản hiệu, Đàm Ký chúng ta sau này sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh hơn. Cậu tiếp nhận đi. Tần tiên sinh, xin chào. Dân thiếu gia người chủ trì cuộc thi đấu lần này, Thanh Tám mời ngài đến dần và một dung bữa. Mà Tần tiên sinh nhất định phải đến, rất hân hạnh được đón tiếp. Danh thiếp tập đoàn Giang Thị Giang Thành, thiếp mời Giang Quân. Đến rồi Tần tiên sinh. Tần tiên sinh đã đến rồi, over. Giang gia. Tần tiên sinh, mời bên này. Thiếu gia, Tần tiên sinh đến rồi. Tần tiên sinh à, rất ân hạnh vì ngài đã tới, mời vào mời vào. Trưởng tử Giang gia, Giang Quân, hôm nay biểu hiện của Tần tiên sinh ở trận thi đấu thực sự làm cho Giang Mũ mở mang tầm mắt. Giang Quốc Trung, ông của Giang Huân. Giang tiên sinh chê cười rồi, có điều ngày đêm tối mời tôi đến đây có phải có chuyện quan trọng? Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng hết, chỉ là có một chuyện vô cùng tò mò. Tần tiên sinh cắt ngọc bích ra, xong lại tiếp tục cắt. Trừ khi Tần tiên sinh đã sớm biết rõ bên trong có huyết ngọc. Lúc cặp miếng ngọc bích này, tay của tôi cảm giác thấy có một bộ độ ấm, cảm thấy có chút điều bất thường, cho nên tò mò muốn cắt ra xem bên trong có cái gì. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi mượn Tần tiên sinh giúp tôi tìm một miếng huyết ngọc, không biết Tần tiên sinh sao à, thân thể ta có chỗ nào kỳ lạ ư? Thật sự không giấu, bệnh tình của ngài đã, nếu không trị liệu sợ rằng không ngờ rằng Tần tiên sinh còn tinh thông y thuật. Ở Dương Thành tôi có mở một y quán, nếu ngài không để ý có thể để tôi bắt mạch. Hả? Ngài là trung y? Chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều danh y nhưng mà trị không khỏi. Nếu như Tần tiên sinh học y thuật có thể xem thử. Không ngờ rằng tà khí đã nhanh chóng chiếm đoạt tinh nguyên rồi. Tàn. Một tiếng sau, ta đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Tôi cũng chỉ là tạm thời áp chế bệnh tình của ngài, còn muốn trị tận gốc vẫn phải từ lão tiên sinh tìm hiểu nguyên nhân rồi. Ông tôi vẫn luôn do tôi chăm sóc, đến ra ngoài đều rất ít. Đây dám hỏi lão tiên sinh, gần đây ngài có nhận được bảo bối nào không? Bảo bối à? Có.
một cái ngọc chẩm. Ngọc chẩm này có thể lấy ra cho từ mổ. Ngọc chẩm này có thể lấy được ra từ mồ mả, thời gian tiếp xúc với xác chết dài. Hả? Chẳng trách lúc ta nằm ngủ, trên ngọc chẩm này đều cảm thấy rất lạnh lẽo. Ta còn tưởng rằng, hả, bệnh của ông tôi quấn lấy thân thể rất lâu rồi, không ngờ rằng tiên sinh là người có trái tim nhân ái. Không quan tâm ngài có tìm thấy huyết ngọc hay không, và nhà tôi đều có thể đáp ứng yêu cầu của ngài, yêu cầu gì cũng được. Giang tiên sinh khách khí rồi, trị bệnh cứu người là bổn phận của tôi, nhưng mà tìm huyết ngọc cũng có thể. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tần tiên sinh nói xem, chỉ cần Giang gia tôi có thể giúp đỡ, tôi tuyệt đối không lùi bước. Người trên ảnh là ba mẹ của tôi, mất tích 10 năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Tôi hiểu rồi, 10 năm độ khó sẽ rất lớn, cần một thời gian nhất định, Giang gia tôi sẽ tận lực. Vậy nhờ cả vào anh rồi. Vậy việc tìm huyết ngọc, Giang tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm đưa cho ngài. Vậy thì đa tạ tần tiên sinh rồi. Ngoài ra trong thẻ này còn có 2 tỷ, là tiền mà tần tiên sinh tìm huyết ngọc, sau khi tìm thấy còn có thêm. Được, vậy tìm thấy huyết ngọc ta sẽ liên hệ với ngài. Làm phiền tần tiên sinh rồi. Giang gia có thể phục hồi lại thời kỳ huy hoàng trước kia không? Cũng chỉ có thể dựa vào cơ hội lần này. Ngày thứ 2, mặc dù quay về rồi nhưng mà y quán vẫn phải có người trông nom mới được. Tần tiên sinh, ngày cuối cùng cũng về tới rồi. Gần đây tôi bị đau đầu, làm phiền ngài xem giúp tôi một chút nhờ. Được thôi, ngài theo tôi vào đi, tôi sẽ giúp ngài xem. Trung y đường Đường Thị hôm nay khai trương, truyền nhân Đường gia Đường Bác hội tiên sinh hôm nay đích thân khám bệnh. Đường lão tiên sinh đích thân khám bệnh, cơ hội mất đi không đến nữa, bảo đảm phẩm chất. Hả? Đường lão tiên sinh, lẽ nào là vị trung y số 1 Dương Thành đó sao? Đúng vậy, mà y thuật của chúng tôi được truyền hàng trăm năm nay rồi, không thể biểu hiện ý quán tạp nhàm của các người nào đó có thể so sánh đâu. Tôi lấy số. Được thôi. Ông đã nghe qua Càn Khôn đường đối diện bán thuốc giả chưa? Hả? Không ngờ rằng 2 ngày trước chạy đến đây, hôm nay lại tới đó. Tôi nói này hai vị, đứng trước mặt của tôi tung tin đồn nhảm, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Tần tiên sinh ạ, tôi cũng chỉ nghe nói. Cậu chấp một tên tiểu học đó làm cái gì chứ? Là một người bác sĩ, cậu làm sao có thể đến một chút độ lượng cũng không có chứ? Ông chủ trung y Đường Thị, Đường Hội Bác. Ta đã hành y 10 mấy năm rồi, người trẻ bây giờ cũng gọi mình là trung y ư? Đúng là thế phong nhật hạ. Nào, tôi giúp ông xem mà. Được, vậy thì là phiền thần y rồi. Cậu biết là cái bệnh này thần y có thể chữa được không? Hả? Đây là quái bệnh, lão phu hành y 10 mấy năm lần đầu tiên nhìn thấy. Dỗ cho một trận. Đơn giản thôi mà. Một mộc trên đầu chỉ cần đâm vỡ lỡ rứa sạch là được. Đợi đã, mụn mộc trên đầu ông này phải dùng trăm hỏa để xử lý, nếu như xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Lão phu trị bệnh mà còn cần phải một tên tiểu tử lông vàng như ngươi vậy sao? Dừng tay, đó là một nước virus biến dị, không thể trực tiếp đâm thủng như vậy.
Đây chuyện gì thế này? Mau tránh ra. Đây là bệnh nhân của ta. Càng không được để cậu còn có tư cách ra tay. Cái loại người lấy bệnh nhân ra làm trò chơi như các người cũng xứng gọi là bác sĩ sao? Cái tên Đường lão đầu này vừa chọc vào trung nguyên chi khí, cũng không biết bây giờ có còn kịp không nữa. Không ổn rồi, chất độc vốn dĩ ở trong cơ thể rất khó trị rồi. Còn tên Đường lão đầu này dùng sao châm pháp, nội hận của bệnh nhân cũng bị chiếm sinh mệnh nguyên linh rồi. Cũng chỉ có thể dựa vào phương pháp này xem. Xí tầm chi châm cứu. Ông đúng là làm cho giới trung y mất mật. Tiểu tử thối, ngươi dám so sánh thử với ta không? Chính là so sánh cứu người. Ai phạm lỗi sai trước thì cút khỏi giới trung y. Được thôi, trận so sánh này tân lập tôi tiếp ứng. Nhiều người như thế này xảy ra chuyện gì sao? Càn Khôn Đường muốn cùng với Danh Y Đường ngồi thành ngoài đường Bác Hoài Thi đấu trị bệnh. Cậu không biết sao? Vậy có Nam Việt đã xem rồi. Đường thị trung y. Cảm ơn thần y. Bác sĩ Tần giỏi thiệt đó. Sau khi chăm cứu cho ta, thân thể còn thoải mái hơn nhiều nữa. Đúng, không ngờ rằng bác sĩ Tần tuổi còn trẻ mà y thuật lại tinh thông như vậy. Tiểu tử thối này, lão phu hành y 30 mấy năm rồi mới được ban cho cái y thuật này. Hẳn ta thế mà không làm chút sai sót nào sao? Người tiếp theo. Xin chào bác sĩ. Hả? Bệnh này. Vị tiếp theo. Bác sĩ ha, gần đây tôi cảm thấy đau đầu hoa mắt, não bộ sưng lên, ngài có cách trị không? Ây da, người ta không chịu được nữa rồi, ngài mau giúp tôi xem thử đi. Ngài đừng gấp mà, tôi sẽ bắt mạch trước. Bác sĩ à, ngài phải giúp người ta xem cẩn thận vào nhá. Kỳ lạ, lực ổn định ngũ tạng còn sao, không giống như đang bị bệnh. Nè, cậu không sao chứ? Nè, bệnh nhân sắp không được rồi, mau đưa đi bệnh viện thôi. Trung tâm cấp cứu ở đây là... Đi thôi, đến Càn Khôn Đường xem bệnh đi. Đường trung y này không nhờ vả được đâu. Bác sĩ Đường này thật là không đáng dựa vào mà. Sớm biết tôi đã đến Càn Khôn Đường rồi. Đúng vậy. Ây da, tôi đau quá, không được rồi. Người này bác sĩ à, mau xem. Người cũng đừng quá đắc ý sớm. Nếu cậu không trị được, chúng ta cũng chỉ như nhau thôi mà. Xem ra chỉ có thể dùng châm to nhất mà thôi. Tôi phải tỉ mỉ xem. Nếu không chẩn đoán sai chỗ nào thì sẽ thành tàn phế đó. 3, 2, 1. Bác sĩ Tần ạ, tôi không có bệnh. Tôi không có bệnh mà. Tôi là người của Đường thị trung y, tha cho tôi đi mà. Đường lão tiên sinh à, ông thua rồi. Tần lắm, mày đừng có đắc ý.
tao là Dương Thành Danh Y đó. Trên lầu chính cũng phải kính lễ tao ba phần. Ờ, Danh Y dùng thủ đoạn phá vỡ cuộc thi đấu Danh Y. Ông đến làm bác sĩ cũng không xứng. Tần Lập à, mày nhớ đó, tao mỗi thù lần này tao sẽ trả cho mày. Ông chủ, ngươi lúc nãy cần tôi đi xử lý không? Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn ông chủ quan tâm, vết thương này không tính là gì. Nếu như ngày cần tôi làm gì đều có thể phân phó. Cô trước tiên vẫn nên ở chỗ này dưỡng thương cho tôi. Qua mấy hôm nữa thật sự tôi có việc cần cô giúp đỡ đó. Có điện thoại. Alo. Tần Xuyên Sinh, xin chào. Tôi là người dân thiếu đưa tin tức của Nguyên Thạch cho ngài. Dự kiến một tuần nữa hàng sẽ đến Dương Thành. Ngoài ra có một số việc muốn gặp mặt Tần Tiên Sinh để đàm phán. Đương nhiên đối với ngài có lợi mà vô hại. Có biết Tần Tiên Sinh có hứng thú không? Nếu cô đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta gặp mặt hãy nói. Được, thời gian cụ thể và địa điểm tôi sẽ gửi đến điện thoại của ngài. Nhà đường Hội Bắc. Hôm qua, hai vị trung y ở Dương Tịnh tiến hành so đấu y thuật. Ông chủ của đường y thị quán, Đường Bác Hội thất bại tuyên bố rút lui khỏi ngành giới y, giới trung y. Đường thị nhận được một sự đả kích cực lớn. Thì tắt tivi đi cho ta. Xin lỗi bác sĩ Đường có đó không? Không, không ở, không ở, cút đi. Nếu như tôi nói tôi có thể giúp ngài trả thù Tần Lập thì sao? Hả? À, là cậu? Việc này chỉ có tôi mới làm được. Đây là phương thuốc. Càng không được, cửu thế tế dực, xoay chuyển càng khung. Cô có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không? Đối với vết thương của cô cũng có lợi. Đúng rồi, hôm nay có một nhiệm vụ nhỏ. Đa tạ ông chủ quan tâm, có điều thân thể của tôi đã tốt rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là đi mua căn nhà mà thôi, không cần căng thẳng như thế. Lương Khanh à, cô bao nhiêu tuổi đã bắt đầu huấn luyện? Bố mẹ đâu? 3 tuổi bắt đầu ở doanh trưởng đại huấn luyện. Trong ấn tượng không có bố mẹ. 3 tuổi bắt đầu ở doanh trường trại huấn luyện. Trong ấn tượng không có bố mẹ. Nhỏ như vậy đã vào quân doanh, xem ra chịu không ít cực khổ cực. Sau này không cần phải ngủ dưới đất nữa. Vâng ông chủ. Ông chủ này, dao găm này bán như thế nào? Chiếc dao găm này tôi ngẫu nhiên đào được 500 tệ bán cho cậu. Được, dao găm này tôi lấy rồi. Ông chủ à, cái này chẳng lẽ là bảo bối? Đợi tí nữa sẽ biết thôi. Hình như không phải dao găm bình thường. Thích không? Tặng cô đó. Thật sao? Cảm ơn ông chủ. Điện thoại. Thành Lập, sao thế? Tần Lập à, tử đàn cô ấy. Cô ấy bị bắt cóc rồi. Hả? Trong nhà có việc, tôi phải đi một chuyến. Chuyện mua nhà giao cho cô, mật khẩu là 6 số 8. Vâng, tôi sẽ đi chọn phòng. Tôi tin vào mắt nhìn của cô. Thành Nam à, đừng sợ, em nói rõ sự việc cho anh nghe.
trường đua xe ngồi u. Muốn trách thì trách bản thân cô, Sở Tử Đàn à, cái con điếm nhà mày. Tao nói mày ngoan ngoãn theo tao không phải tốt hơn sao? Còn giả bộ giảng đơn thuần trước mặt lão tử. Phương Tử Dao, bán trái cũ của Sở Tử Đàn. Bây giờ tao không, mà còn muốn tài sản của Sở gia. Phương Tử Dao, mày vô liêm sỉ. Đại ca, anh xem. Hả? Tao đến chuột người. Anh Phương, hình như hắn đến một mình nữa. Sao lại là anh rể phế vật? Anh ta đến thì có tác dụng gì chứ? Thật là vất vả cho đại lão rồi. Từ xa chạy đến đây một chuyến hà, tiền đặt ở đây là được rồi. Không phải nói đưa tiền là thả người sao? Sao hả? Các người bắt cóc đều không giữ lời thế như thế sao? Giữ lời sao? Anh Phương à, tên này đúng là làm cho chúng ta buồn cười chết rồi. Sở gia đúng là ngu ngốc chết đi được ha. Tiền và người tao đều muốn. Thu tiền. Tao là vất vả cho anh chạy đến đây một chuyến à, anh có thể về rồi. Ngồi ra một chút nữa chúng tôi sẽ cố gắng làm đâu gì nhỏ nhà anh ha. Chớ chán rồi tự nhiên sẽ trả về. Con bà nhà mày. Quỳnh Đệ, phỉ hận cho tao. Thì đi chết đi. Hả? Đây là quái vật sao? Đừng đánh vào mặt tôi. Muốn rồi. Hả? Đây vẫn còn là anh rể phế vật của mình sao? Anh ta từ lúc nào lại biến thành lợi hại như vậy? Mau đi đi, đừng để người nhà lo lắng. Tân Lập. Sao thế? À, cây đó, tháng sau trường của em có hội quan hệ hữu nghị. Anh có đồng ý tham gia không? Anh đừng có nghĩ nhiều. Em chỉ là sợ cái đám người này báo thù em thôi. Em mới muốn anh đi cùng em. Thật bất ngờ ha. Tên gia hội này lại mời mình tham gia hội quan hệ hữu nghị. Được, có thời gian tôi sẽ đi. Ngày hôm sau, lão đại, nhiệm vụ ngày giao cho tôi đã hoàn thành rồi. Hôm nay có thể đến biệt thự Thiên Hào làm thủ tục. Ồ, nhanh như thế sao? Cũng là đến lúc cho tên Năm một ngôi nhà rồi. Ở bãi nhà bố mẹ vợ cũng không được mà. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi. Vâng. Alo, Tần lão đệ à, đón xem tôi mang đến cho cậu tin tốt gì đây. Ở Giang Thịnh tôi mua được 10 tiệm tặng cậu làm trung y quán. Đã viết hết tên của cậu rồi. Hả? 10 tiệm sao? Không cần ngạc nhiên như thế, trước mắt vẫn phải sửa sang một thời gian. Vậy đã tạ Giang thiếu gia nha. Hay, cảm ơn cái gì chứ. Tần lão đệ à, chính là đại ân nhân của Giang gia chúng tôi. Huống hồ tôi cũng đang đợi cậu đến Giang Thành chơi. Đúng rồi, lúc nào cậu đến Giang Thành, tôi lại tặng cậu một căn biệt thự. Biệt thự tôi đã mua rồi,
không phiền Giang thiếu phải phí tâm nữa. Lầu Thu Ngân Thiên Hào: Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Lương tiểu thư, sao đột nhiên ngài lại tới rồi? Sao lại không thấy ông chủ Tần đi với ngài? Quản lý Dương, vị này chính là ông chủ Tần của tôi, cũng chính là người đã mua biệt thự Thiên Tự Nhất Hào, Tần Lập. Cậu chính là người đã mua biệt thự Hào Hoa Thiên Tự Nhất Hào ư? Tôi đây chính phần là tên mặt trắng bao dưỡng tiểu tam bên ngoài, còn giả vờ mua biệt thự nữa. Triệu tổng cũng muốn mua Thiên Tự Nhất Hào, lại còn cho mình một chút phí là 50 vạn nữa. Thật là ngại quá, Thiên Tự Nhất Hào ngài đặt lần trước đã được chuyển bán ra ngoài rồi. Hai vị về đi, tiền chúng tôi sẽ chuyển lại cho hai vị. Rõ ràng tôi đã giao tiền trước rồi. Cô dựa vào đâu mà chuyển cho người khác? Thiên Tự à, dựa vào đâu ư? Thiên Tự Nhất Hào là biệt thự tốt nhất của Thiên Hào chúng tôi, tự nhiên sẽ được bán cho người xứng đáng nhất thôi. Lật lộn chính là châm ngôn của Thiên Hào các người sao? Thế thì đã sao chứ? Cái lộ hồ ly được mặt trắng bao dưỡng như các người có tư cách gì mà mua biệt thự Thiên Hào của chúng tôi chứ? Cô nói không sai. Thiên Hào chúng tôi chỉ tiếp nhận thân phận cao quý, khách hàng có địa vị cao. Giang Sơn Tuyết, em gái cùng cha các mẹ của Quân Giang, người phụ trách biệt thự Thiên Hào. À, Giang tổng à, sao ngài lại đến đây? Nhưng Tần tiên sinh chính là vị khách tôn quý nhất của Thiên Hào. À, Tần tiên sinh, xin chào. Tôi là Giang Sơ Tuyết, người phụ trách của Thiên Hào. Giang thiếu đã cho tôi xem qua ảnh của ngài rồi. Ngài trước đã gọi điện liên hệ cho ngài, nói về tin tức của Nguyên Thạch, chính là tôi. Hóa ra là cô à? Xin lỗi Tần tiên sinh, người của tôi đã tạo cho ngài mất vui rồi. À, không sao, tôi cũng đã quen rồi. Hóa ra Tần tiên sinh quen Giang tổng chúng tôi. Tôi quen ai không quan trọng, quan trọng là phiền cô đừng đưa biệt thự của tôi đã mua cho người khác. Tần tiên sinh nói phải, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa. Để các người xử lý xong thủ tục tôi sẽ tới. Tần tiên sinh xin lỗi, biệt thự tôi sẽ được xử lý xanh nhanh cho ngài. Từ hôm nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Dạ. Đây chính là y quán mà bán thuốc giả sao? Xem mặt của tôi biến thành như thế này rồi. Đúng, tôi cũng dùng thuốc nhà này mà cũng biến thành như vậy rồi. Bác sĩ vô lương tâm lừa ngươi, căn bản không quan tâm sống chết của người bệnh. Sao nhiều người như vậy? Chính là hắn ta, tên lừa đảo bán thuốc giả. Mau bắt hắn ta lại đi. Cái tên bán thuốc giả cuối cùng cũng tới rồi. Thuốc giả gì chứ? Tôi dùng sản phẩm chăm sóc da mặt của cậu bán thì mặt tôi như thế này đây. Sản phẩm chăm sóc da mình đã đưa cho Lưu Uyển 200 phần. Chẳng lẽ trưởng quan à, hắn ta là tên lừa gạt vì tiền mà hại ngươi. Bắt hắn lại đi. Tiên sinh à, đi cùng với hai người chúng tôi một chuyến đi. Các người muốn làm gì? Còn có thể làm gì nữa chứ? Cái lỗi lừa gạt này nhất định phải đem về đồn thẩm vấn. À, đừng có làm bậy nha, đưa tay lên. Đừng căng thẳng mà. Tôi chỉ là tìm nhân chứng liên quan đến sản phẩm chăm sóc da mà thôi. Nhân chứng gì? Xin chào, đây là đội thực thi pháp luật của cục tuần tra Dương Thành. Càn Khôn Đường bán sản phẩm chăm sóc da giả.
Cái gì? Sản phẩm chăm sóc da giả ư? Căn bản là không thể nào. Wow, bác sĩ Tần à, cậu lại ra sản phẩm chăm sóc da mới sao? Sao có thể chứ, tôi bổ thuốc thoa ngoài da lúc trước tôi đều đưa hết cho chị rồi mà. À, cái lúc trước tôi đã đi dùng hết rồi, nhìn da của tôi đây này. Tôi còn tưởng cậu lại ra thuốc mới chứ. Nhưng mà nói lại nha, cái đám người cũng muốn mua thuốc của Càn Khôn Đường sao? Cô gái này, lúc nãy những lời cô nói trong điện thoại là thật sao? Với tư cách là một luật sư, tôi đảm bảo những lời tôi nói đều là sự thật. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu phát hiện có người nói dối, thì nhất định sẽ khiến người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hả? Phải ngồi tù sao? Không phải chứ. Nói, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hả? Tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Là một người họ Đường đưa cho chúng tôi một phương thuốc. Chỉ cần vu cáo Càn Khôn Đường, chúng tôi có thể nhận được 10 vạn tệ. Thì ra là ông ta. Chiếu tước. Cờ tốt. Thủ thuật đánh cờ của Lưu Tổng cao thật ha. Vậy cái tên tiểu tử đó có thể coi như là chết dưới tay cậu rồi. Vẫn là bác sĩ Đường hơn hẳn một bậc. Ngài điều chế ra thuốc bôi đó trong nửa canh giờ có thể làm cho da mặt nổi đầy mụn, hiệu quả rất tuyệt vời. Ai đó? Tới đây. Ai vậy? Bác sĩ Đường, vết thương của ông không nhẹ đâu, để tôi khám giúp ông nha. Mày không phải bị công an bắt rồi sao? Thì ra người đứng phía sau lại là mày à? Mày đoán đúng rồi. Mày tính là cái thá gì mà cũng dám chơi súng à? Mày muốn làm gì? Ta chỉ là xem mày có thể cử động được hay không, mày đừng căng thẳng mà. Hôm nay thật sự ngại quá, xém chút nữa vu oan cậu rồi. Nhưng mà sau này đừng có đánh nhau nữa nhờ. Được rồi, anh vất vả quá. Xin chào Tần tiên sinh, thủ tục mua biệt thự của anh đã hoàn tất, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Ngoài ra vì đã xin lỗi, chiều hôm nay tôi đã đặt chỗ ở Mai Lan Cư, rất hân hạnh được đón tiếp anh. Chiều nay tôi còn có việc, tình hình của hai người này cô tiếp tục theo dõi nha. Vâng. Mai Lan Cư phòng VIP. Tần tiên sinh, mau vào đi. Xin chào Giang tiểu thư. Nào, mau ngồi đi, đây là hồng trà của nước Pháp mới nhập vào ngày hôm nay, đặc biệt mời Tần tiên sinh thưởng thức. Ngoài ra thủ tục mua nhà đã hoàn tất rồi, mời anh cầm. Chỉ cần anh ký tên và thanh toán số còn lại thì nhà sẽ là của anh. Cảm ơn. Bên cạnh tôi là Giang Trạch của tập đoàn Giang Thị. Nghe nói anh ở đây, cho nên đặc biệt đến đây gặp anh để bàn chuyện hợp tác. Xin chào Tần tiên sinh. Giang Trạch, tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Giang Thị ở Dương Thành. Hợp tác. Xin chào Tần tiên sinh, tôi là Giang Trạch, giống với Giang Tổng đều là cấp dưới của Giang Thiếu.
Tôi vừa bị điều đến Dương Thành để phụ trách dự án giải trí của Giang Thị. Sau này xin Tần tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn. Giang tiên sinh kết sáo rồi. Nhưng mà vừa nãy Giang Tổng nói hợp tác là chỉ... Nghe nói anh vừa tạo ra một loại thuốc bôi chữa khỏi những nốt mụn trên mặt của chị trưởng Lưu, của thị trưởng Lưu chính là Dương ở Dương Thành. Tập đoàn Giang Thị muốn hợp tác với anh để phát triển thuốc bôi làm đẹp. Tôi tin là dựa vào tài nguyên thương hiệu nổi tiếng của tập đoàn Giang Thị ở tỉnh Giang, nhất định có thể đem cái kem làm đẹp thành một sản phẩm thành công. Với lại sau khi mở rộng, công ty anh sẽ là cổ đông chính. Hả? Tôi đại cổ đông. Là như vậy. Tôi muốn để thuốc bôi của anh sẽ do tập đoàn Giang Thị sản xuất và bán. 80% là của Tần, 20% là của Giang. Chị anh chiếm tổng cộng 80% cổ phần, Giang gia chiếm 20%. Anh thấy như thế nào? Dựa vào việc anh ta gọi thẳng tên của Lưu Chính xem ra, năng lực của tập đoàn Giang Thị ở tỉnh Giang Nam ước tính cũng có tác dụng không nhỏ. Nếu có bọn họ làm nền tảng, loại thuốc này có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Cái này... Xem dáng vẻ do dự của anh ta, chẳng lẽ anh ta chia cổ phần quá nhỏ rồi? Tần tiên sinh à, vì để bù đắp cho lời xin lỗi ngày hôm qua, tôi và Giang Trạch đã thông qua sự đồng ý của Giang Thiếu. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần câu lạc bộ Hoàng Hồ, hiện tại là khu giải trí lớn nhất ở Dương Thành, tặng cho Tần tiên sinh, xin anh hãy nhận lấy. Xin anh hãy nhận lấy. À, Giang Tổng khách sáo quá rồi. Chuyện của ngày hôm qua cô đã ra mặt giải quyết rồi, phần này tôi tuyệt đối không thể nhận. Nếu Tần tiên sinh anh không nhận, rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho tôi đó. Với lại, phía bên Giang Thiếu nhất định sẽ mắng trách tôi. Nếu Giang Tổng khăng khăng như vậy, e rằng trà hôm nay không uống xong rồi. Tần tiên sinh không muốn thì không muốn, tôi sẽ thu lại cái này. Nếu là như vậy, tấm thẻ vàng này anh nhất định phải nhận nha. Sau này ra vào tất cả câu lạc bộ giải trí dưới quyền Giang Thị thì sẽ được miễn phí. Vậy thì cảm ơn Giang tiên sinh. Căng thẳng quá. Vậy chuyện hợp tác về thuốc bôi anh xem... Như vậy đi, Giang Thị phụ trách dây chuyền sản xuất và kênh bán hàng. Cổ phần chúng ta mỗi người 50-50. Cổ phần... để vợ tôi tiếp quản thế thế nào? Tốt quá rồi. Vậy ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng đưa cho anh. Anh đồng ý rồi. Tần tiên sinh, tối nay nhà cung cấp đá thù ở tỉnh Giang Nam, ở tỉnh Giang, sẽ lại khu biệt thự Thiên Hậu nhà chúng tôi. Nếu anh có hứng thú. Nếu đã như thế thì tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Được rồi, anh có việc bận thì đi trước đi. Kho hàng, đồ của anh ở đây. Vất vả rồi. Mệt chết tôi rồi. Với lượng công việc này e rằng xem ra phải nghĩ cách thôi. Không ngờ rằng huyết ngọc hiếm thấy như vậy. Đúng rồi. Mình nhớ lần trước mình... Không biết lần này có thể cảm nhận giống lần trước hay không? Thử xem. Tìm thấy rồi. Giờ đã là đêm khuya rồi. Hôm nay anh ấy rốt cuộc có trở lại hay không?
đây là cái tình huống như vậy? Ba, mẹ, tên âm, trở như vậy rồi mọi người vẫn chưa ngủ sao? Rốt cuộc tiểu hồ ly ở y quán đã cho anh bùa mê thuốc lú gì? Tiểu hồ ly ở y quán à? Anh tự mình xem đi. Cái đồ có người sinh mà không có người dạy nhà anh. Nếu đã muốn ra ngoài ăn vụng thì hãy sớm rời khỏi sở gia nhà tôi. Đừng có làm hại thanh danh thanh âm nhà chúng tôi. Đây là... Tần Lập, anh còn gì để nói nữa không? Những bức ảnh này từ đâu mà đến? Tôi không hỏi anh cái này. Anh thật thật trả lời, người phụ nữ này là ai? Cô gái này ngày trước bị thương không có nhà để về. Khi được tôi cứu, tự nguyện ở y quán làm thuê. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy, mọi người sẽ hiểu thôi. Alo, ông chủ, có chuyện gì sao? 10 phút sau. Hóa ra là như vậy. Cô gái trong ảnh tên là Lương Điểu. Cô ấy không cha không mẹ. Từ nhỏ đã đặc biệt đưa vào tổ chức huấn luyện, không có nơi nào để đi, cho nên tôi mới giữ lại. Vậy thì anh phải cũng phải nói rõ ràng với chúng tôi chứ. Tần Lập à, cũng không phải là chúng ta không tin con, chỉ là cái loại tình huống này con hiểu đi mà. Không sao. Mau lên lầu đi, nửa đêm rồi không nên làm phiền bố mẹ nghỉ ngơi. Hay, mau giấu đi đừng để Tần Lập nhìn thấy. Ôi trời ơi, ghê vậy. Vũ khí nóng à? À đúng rồi. Tập đoàn Giang Tị muốn hợp tác với chúng ta, mở công ty. Ngày mai sẽ đến nhà ký hợp đồng đó. Tập đoàn Giang Thị, chẳng lẽ là cái gia tộc khởi nghiệp chân chính nhất của Giang tỉnh chúng ta? Sở Tiểu Thư à, ngày ký xong hợp đồng là được rồi. Chúc mừng Sở Tiểu Thư trở thành CEO của công ty mới. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Giang tiên sinh vất vả rồi. Sau này trong công việc có chỗ nào không hiểu vẫn phải làm phiền ngài rồi. Hay, sở tiểu thư khách khí quá. Ngày trước có nghe Tần tiên sinh nhắc đến ngài. Wow, giúp đỡ người khác nè. Hoa khôi trường học bá, bổ nhiệm đặc biệt vào công ty, kinh doanh ưu tú, tốt nghiệp ưu tú. Hóa ra mình ở trong tim cô ấy là như vậy sao? Tần Lập hôm nay lại đi Giang Thành, chẳng lẽ là vì việc mở công ty ư? Chẳng lẽ không phải, Tần tiên sinh ngày trước dựa vào thực lực tìm ra huyết ngọc có giá trị lên đến hàng bởi vì Giang thiếu của Giang thì chúng tôi nhờ ngài ấy tìm huyết ngọc, không ngờ rằng thời gian ngắn như vậy đã tìm thấy. Sơn bay thành phố Giang. Tần Lập, ở đây nè. Wow, người đó có phải là Giang thiếu của tỉnh Giang chúng ta thuộc tập đoàn Giang thị không? Người nào có thể để cho ngài ấy đích thần đến đón sân bay chứ, đến sân bay đón chứ. Không ngờ rằng nhanh như vậy cậu đã tìm ra huyết ngọc, mất không ít thời gian chứ. Cũng không mất bao lâu cả. Nghe gia phụ nghe nói Tần huynh đến, mấy ngày trước đã chuẩn bị không ít thù lao muốn báo đáp cậu rồi. Bố tôi coi trọng như thế đó, cũng là lần đầu tôi thấy á. Hy vọng nguyên huyết ngọc này không làm cho bác Giang thất vọng. Ồ, cậu chính là Tần tiên sinh cứu ông già nhà tôi sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Giang Lợi Dân, bố của Giang Quân. Bác Giang chê cười cháu rồi, cũng chỉ là học y bình thường thôi. Miếng huyết ngọc này thế nào hả, bố? Không ngờ rằng Tần tiên sinh lại tìm cho dân nhà chúng ta một ngọc bích bảy màu, 10 năm cũng khó mà gặp được. Đó chính là ngọc bích bảy màu mà cái đấu giá trên trời hàng trăm tỷ ư? Đúng, ngọc này có thể gặp nhưng không thể cầu.
không ngờ rằng vẫn còn có thể gặp lại. Dựa theo ngọc bích bảy màu lần trước xuất hiện cũng là nhiều năm trước rồi. Mà còn ra giá trên trời hàng trăm tỷ. Tần Tỳ Sinh đúng là phúc tinh của dân và chúng ta. Lần này ngài ấy lại giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Bác thích là được rồi. Ừ, đúng rồi. Việc cậu lần trước nhờ tôi chính là liên quan đến việc cha mẹ của cậu mất tích. Tôi đã nhận được một ít tin tức. Tin tức không nhất định sẽ chính xác, cậu xem. Giống như tôi nói đó, đa số tin tức xem ra rất mơ hồ, độ chính xác không cao. Thật ra vẫn còn một tin nữa, không có ghi ở bên trong. Hai năm trước hình bóng của bố mẹ cậu xuất hiện ở Thượng Kinh một lần. Thượng Kinh? Tin tức này có thật không? Tin này tôi cũng vừa mới nhận được, vẫn đang tìm người kiểm chứng. Một khi chắc chắn sẽ lập tức thông báo cho cậu. Vậy thì làm phiền anh rồi. Khách sạn Toàn Kỷ. Đây là khách sạn do em gái tôi mở, cũng được tính là nổi tiếng ở thành phố Giang. Tôi dẫn cậu nếm thử cái món ăn đặc biệt ở đây. Giang Quân, đã nói rõ hôm nay dẫn em đi dạo phố, rồi anh đâu? Giang Diễm, em gái của Giang Quân. À, hôm qua cậu nói với tôi chuyện vì Thúy, tôi kích động quá, quên chuyện em gái bảo tôi đi dạo phố mất tiêu. Người anh em à, đây là em gái của tôi, Giang Diễm. Giang Diễm, hình như tôi có thấy qua trên báo. Nghe nói một cô gái mạnh mẽ mới 20 tuổi đã thành lập một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, độc quyền thị trường cung cấp dịch vụ ăn uống ở thành phố Giang. Xin chào, tôi là Tần Lập. Còn đứng ngay người ra đó làm cái gì? Mau đi gọi món đi. Không đi dạo phố cùng em thì bây giờ em cô phải tiếp anh nữa. Bơ rồi. Em gái này của tôi có bệnh đó, không thích ở cùng với đàn ông đâu. Mong cậu bỏ qua cho. Thì vừa rồi anh mới xì xào to nhỏ cái gì, nói xấu em hay gì? Giang tổng à, xảy ra chuyện rồi. Giám đốc Ngưu Bích, anh không thấy có khách ở đây sao? Hoảng hốt cái gì chứ? Có một nhân viên muốn nhảy lầu, đội trưởng đội bảo an đã dẫn người lên sân thượng rồi. Hả? Cái gì? Ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Bây giờ tôi sẽ qua đó, mau báo cảnh sát đi. Alo, đây là khách sạn Toàn Kỷ, tôi muốn báo cảnh sát. Anh Tần à, thực sự ngại quá, vốn nói là dẫn cậu đi ăn cơm, không ngờ lại gặp chuyện này. Nếu đã coi tôi là anh em thì không cần phải khách sáo như vậy, cùng nhau đi thử xem. Nếu có người cần giúp, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ một tay đó. Nè, yêu cầu gì thì cô cứ nói đi, Giang tổng sắp đến rồi, sẽ cố gắng đáp ứng cô. Đúng vậy đó, mau xuống đi, cô mau xuống đi. Đây, cô đừng xúc động, có yêu cầu gì cô cứ, tôi sẽ cố gắng đáp ứng cô. Thật không? Trên mặt lộ ra một luồng tà khí bao xung quanh. Cô gái này e rằng không phải đơn giản là tự sát rồi. Cô đừng có bước qua đó, mau quay lại. Để cô qua đó, ở đó có vấn đề. Bắt được cô rồi.
Tiểu Nhiễm. Ôi da. À, cẩn thận. Giang tiểu thư à, cô không sao chứ? Hả? Tay của anh. Xin lỗi. Ây vô người anh em mà cậu trâu bò thiệt đó. Sao cậu làm được vậy? Không có gì. Chỉ là lúc nãy tôi phát hiện ra có vấn đề cho nên đốt trước thôi. Có vấn đề sao? Chuyện này sợ đơn giản không như vậy đâu. Tôi thấy tòa nhà lần này có người bị ám tượng về binh pháp. Ám tượng về binh pháp bố trí một trận pháp. Trận pháp mơ tín hả? Anh đang đùa đúng không? Không phải mơ tín, thậm chí tòa lâu này có thể đã từng có người chết đó. Nè, mặc dù lúc nãy anh đã vừa cứu tôi, nhưng cũng không thể nguyền rủa khách sạn của tôi chứ. Tần Lập à, đây có chút kỳ lạ thì phải. Trận pháp gì đó sớm đã không còn rồi. Giám đốc Ngưu à, cô ấy sao rồi? Hình như chỉ là ngất thôi. Mộc, gọi xe cấp cứu. Ê Tần à, tiếp theo cứ giao cho Tiểu Nhiễm đi. Ừ. Lúc nãy thực sự quá nguy hiểm. Nếu không phải có cậu ở đó, Tiểu Nhiễm có thể giao nhà chúng tôi lên ở cậu một ân tình rồi. Không sao. Lúc trước anh giúp tôi nhiều như vậy, chuyện nhỏ không cần để trong lòng. Năm phút sau, tôi cũng nghe con gái nói gần đây thường xảy ra chuyện, cho nên làm phiền Trình đại sư có thể xem giúp một. Anh già yên tâm, nếu phong thủy thật sự có vấn đề, lão phu sẽ tự có cách giải quyết. Nhưng tôi phải nhìn trước đã. À, đây là có vẻ người bố trí trận pháp này thực không phải là một cao thủ bình thường. Người có thể phá giải trận pháp này ở tỉnh Giang Nam không quá, không vượt quá hai người. Có kết quả kiểm tra sau cùng thì lập tức báo cho tôi, chi phí dựa vào luật tai nạn lao động mà xử lý. Tiểu Nhiễm à, ba, sao ba lại đến đây? Nghe nói khách sạn của con xảy ra chuyện, cho nên dẫn Trình đại sư đến xem giúp. Hả? Hồ lô ngọc này là do ai để vậy? Truyện đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra những video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.